tranh cãi thông tin trọng tài Qatar nhận sai lầm gây bất lợi cho tuyển Việt Nam. Trọng tài An Appa xấu Dali đã bị chỉ trích dữ dội khi được cho là đã đưa ra ít nhất 5 quyết định gây tranh cãi bất lợi cho tuyển Việt Nam trong trận thua Thái Lan. Công tác trọng tài ở trận này cũng nhận nhiều phản ứng từ truyền thông quốc tế, một số huấn luyện viên và cầu thủ, ngay cả từ tuyển Thái Lan. Theo tờ Suara của Indonesia, trọng tài 36 tuổi người Qatar đã trở thành mục tiêu của cư dân mạng ủng hộ tuyển Việt Nam cho đến khi tài khoản mạng xã hội của cá nhân bị tấn công. Theo báo giới Indonesia, ở trận đấu trên, ông An Abba Saud Ali được cho là bỏ qua lỗi thúc cùi trỏ của hậu vệ Terathong Bunmathan đối với Nguyễn Quang Hải, sau đó chỉ phạt thẻ vàng thủ môn chát của Thái Lan cố tình phạm lỗi với văn toàn bên ngoài vòng cấm. Tuyển Thái Lan cũng được hưởng một quả phạt đền khi Subachai bị hậu vệ duy mạnh Việt Nam trong vòng cấm địa ở phút 85 nhưng quyết định phạt được đánh giá là quá nặng. Đỉnh điểm là trọng tài người Qatar không thổi phạt đền, dù một hậu vệ tuyển Thái Lan chơi bóng bằng tay rõ ràng trong vòng cấm địa hiệp 2. Sau vụ việc gây tranh cãi, trọng tài An Abba Saud được cho là đã thiết tha đề nghị cư dân mạng không hách tài khoản của mình. Nhưng sau đó ông mua áo đen này được cho là đăng tải dòng tin thừa nhận những sai lầm của mình ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Việt Nam. Tôi đã mắc sai lầm trong trận Việt Nam và Thái Lan, mong người hâm mộ bỏ qua, xin đừng hách tài khoản Facebook của tôi nữa mặc dù vậy tài khoản trên có thuộc về trọng tài đấy hay không thì chưa được xác minh đặc biệt là sau những quyết định tranh cãi do al abba saud ali đưa ra ở trận đấu trên nhiều tài khoản mang tên của ông đã xuất hiện trên facebook ở một diện tiền có liên quan trả lời báo chí thái lan huấn luyện viên poking nói trong bóng đá đôi khi các đội phải chấp nhận kết quả cho dù kết quả đó có như thế nào tôi thấy trọng tài trận bán kết lượt đi aff cup không mắc sai lầm nghiêm trọng nào cả các bạn đừng đổ lỗi cho trọng tài nếu các bạn thất bại thay vì phê phán trọng tài các bạn nên có sự chuẩn bị tốt hơn tập trung hơn thủ môn của chúng tôi không bị thẻ đỏ mà chỉ bị thẻ vàng khi cản cầu thủ Việt Nam vì đằng sau cầu thủ này vẫn có hai hậu vệ Thái Lan. Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 12, nhưng ở một góc độ nào đó, một số quyết định được cho là thiếu chính xác của trọng tài An Appa Ali đang gây bất lợi cho thầy trò huấn luyện viên Park khi buộc phải thắng ít nhất hai bàn cách biệt mới có cơ hội góp mặt ở chung kết AFF Cup 2020.